Hàng chi, tôi thấy cái nhà xưởng ở trong bị cháy đúng không? Đúng rồi, là nó làm nữa. À, ông nói ông không có vô mà sao không biết? Biết chứ, vừa lúc trước tôi ở cái góc cây chúng có tòa trên trước xưởng á. À. Nó đuổi quá, với tôi với lửa lán xuống đây ở đây à. Trời ơi, nó đuổi nữa hả? Nó đuổi cả bầy, nó lại nó đuổi, nó chở tôi dành ăn nó. Vậy hả trời? Nó chuyên gia đi ăn cắp trứng gà, trứng vịt, với gà vịt trong xóm này nó ăn nè. À, ông nói vậy là tôi nghe lên. Ê, tôi mới phát hiện là trong cái hồng tủ là nó có trứng gà thúi rồi đúng không? Đúng rồi, nó ăn đó. À, như vậy là nó chuyên ăn trứng gà, trứng vịt. Nhưng mà nó lấy số lượng lớn ra về nó ăn không hết rồi nó để tới thúi ha. Đúng rồi, lúc trước người ta đại đồng nó vịt tới đây nhiều lắm. À. Một đêm nó ăn gần muốn hết nữa, bị vịt của người ta hết trứng luôn, người ta sợ, chứ giờ đâu có ai thả nữa đâu. Trời ơi, vịt của người ta ban đêm đẻ rồi nó lại nó ăn cắp trứng luôn hả? Cho nó 300 vịt một đêm mà nó ăn hết 150 rồi. Trời ơi, 150 trứng đó hả? Ăn được phân nửa luôn. 150 con vịt đó, rồi thêm trứng nữa. Bữa nay ăn dữ rồi trời. Ừ, nó có cả bầy đàn lẫn mà. À, như vậy là con này là con chúa nha. Nó ăn cắp vịt, cắp gà đem về cho bầy chó của nó ăn ha. Bây giờ ông tìm chỗ nào ông ở đi ông ơi, ông đừng ở đây. Ừ, tôi hả? Tôi thấy cũng đời để đăng ký ở rồi. Về đâu? Ở dưới cầu á. Trời ơi, là đó ở nguy hiểm hơn nữa, chỗ đó là ma da dữ lắm luôn á, chỗ đó là có nhiều xác chết, ở đâu có trôi về nhiều mà. Đúng rồi. Bị ma da kéo quá chết mới thành ma da, còn như tôi á là tự chưa bị kiềm tạo tôi chết nên không có thành ma da được. À, khi nào bị nó thế mạng mới trở thành con ma da đó. À, ông bị kiềm tạo cũng như bị gió lớn ha, bị tống nó hút. Trời ơi, sao hồi đó ông không chịu chạy thuyền né né chỗ tống rồi trời chừng nào nước im ông mới chạy vô? Tống á, tống nó bị chích cái khoang nó tự mở ra nó hút vô. Ghê hả? Trời ơi, ông mạo hiểm quá. Ngày xưa ông đặt dính tôm với dính cá đúng không? Cá gì với cá gì? Cá linh với cá bóng cá từ đó. Ờ, à, cái đó là mình làm gì có? Tôi đặt cái lờ, tôi bỏ dừa vô á. À, rồi tôi đem ra chợ mỗi sáng tôi đổi đồ ăn nè. À, lúc đó một ngày ông làm được bao nhiêu ký tôm một đêm á? Một đêm tôi nghĩ là tôi đặt lưỡi lắm là được 2-3 ký à. Ừ. Đi ra chợ đổi được ít gạo với đồ ăn. Ừ. À, quên hỏi nữa, ông có vợ con gì không ta? Không, tôi không có vợ con gì hết á. Rồi ông hành nghề biển được bao nhiêu năm? Tôi hồi lúc nhỏ là tôi ở trong chùa. Ừ. Lớn lên tôi mới đi ra ngoài tôi mua sinh được. Còn nghề cá này cũng được đâu đó 30 năm á. Sao mà ở trong chùa? Hồi nhỏ tôi một coi mà đâu có nhà cửa gì đâu. À, kiểu như không có cha mẹ ha. Ừ. Xưa cha mẹ của ông gửi ông vào chùa chứ gì? Hay là chùa lộng của ông ngoài đường? Ờ, à, lộng ở ngoài sọt rét theo là ngoài đường vậy ha. Ừ. Rồi sao ông không tu luôn đi rồi ông đi ra ngoài chứ vậy cho khổ. Tôi ở với sư đó năm tôi được 26 tuổi, cái ông sư cả ông mất. Ừ. Người khác lên làm trụ trì rồi người ta không cho tôi ở đó nữa. Có không mà ông? Có. Trời ơi, cho độc ác như vậy. Sư cả vậy là ông tu bên đạo Nam Tông đúng không? Đúng rồi. Ờ, à, bên Khmer, bên chùa Khmer hả? Bên chùa Khmer.
chùa Khmer mà ông người Việt đi vô xin tu ổng cũng cho luôn hả? Cũng có, tôi xin ở nhờ ổng á, rồi tôi đi làm ruộng cho ổng. À, cũng như là mình làm ruộng cho chùa rồi mình về mình quét lá dầu nữa ha. Đúng rồi, rồi tối về thì ngủ ở nhà bếp á. À. Trời ơi, thì khổ quá. Chùa làm được bao nhiêu công? Nhiều lắm, rồi chưa cả nhiều. Ừ. Xưa nhiều lắm đó nha. Thứ nhất là chùa Khmer, sau này nhà chùa mới cho dân bớt. Rồi không được nhà sư nuôi ba mấy năm hả? Rồi tới sư mới vô rồi đuổi ông ra. Rồi ông ở trên bờ không, ông làm gì biết cái nghề mà đi xuống sông không? Tôi đi lang thang về đường, tôi thấy người ta đánh bắt cá về nè, tôi bắt trước. Lúc ở chùa cũng nhìn đụng được một ít đó. Rồi tôi mua chuồng với lưới về, tôi lợp những cái nhà của tôi rồi đó. Tôi đánh bắt dưới sông. Con chó mà nó tu vậy là sao? Chó me trong á? Chú chỉ cho chú vô lấy lại được à. Vậy hả? Ông chỉ con đi rồi nếu mà được thì hồi con ra ngoài này con cúng chiến cho ông hưởng. Thôi chú đem đồ vô giúp cúng cho nó đi. Nếu chú phái một cái quả của tôi nè, giúp cho nó. Thôi, ngoài trong đó bụi lắm. Trong đó bụi khủng khiếp luôn các bạn. Cúng ngoài này nè, cúng cho ông chứ nó hôm qua nó ăn rồi. Chú không cúng cho nó là nó không trả đồ đạc của chú đó. Vậy hả? Chú vô đó chú phật kỹ á, thôi rồi càng nó lấy nữa đó. Nó lấy của người ta ở đây nhiều đồ lắm rồi hả? Để nhiều lắm, nó lấy cho người ta lấy kiếm. Rồi phải cúng cho nó mới trả. Rồi, nó lấy gì? Có bữa bò người ta thả ở đây nè. Nó dắt đi về trong đó nó còn. Chưa hả? Rồi người ta vô lấy nó đâu có cho. Người ta phải mần gà dịch để cúng cho nó mới cho lấy về đó. Trời ơi, cái con quỷ chó này sao mày ác quá vậy mày? Mày dẫn bò của người ta luôn. Mày ăn trứng gà không đã rồi mình lấy bò của người ta mày đem về nữa. Quá khủng khiếp. Bây giờ đang tru vậy là sao không? Thấy chú rồi nó biết chú có ăn rồi đó. Ờ. Chú bẻ một cái quả chanh của tôi nè. Chú cho nó cắt vô rồi nó tua nó chạy mất rồi. Vậy hả? Đâu không bẻ cho con xin trái rồi? Trời ơi, chú biết cái trái này chị được. Phải không? Đây này nè, chú là chú bẻ đi nha. Rồi. Chú đi à. Rồi. Ổng đâu ta? Cho ổng đi các bạn. Ông lão nãy ổng nói bẻ với chanh này nè. Vô cúng cho nó ăn. Rồi nó ăn chua nó sẽ trả. Phải không ta? Chanh này là kêu bằng chanh núm đó nha. Vỏ dày quá. Còn nó chua cả nhà ơi. Chanh này có vẻ hình như là bị thiếu nước. Bởi vì họ trồng ở đây nè. Rồi bỏ luôn. Họ không có tưới nè. Chanh mà bị thiếu nước là không bao giờ có nước nhiều. Đâu rồi, con ma chó đâu rồi? Hả? Mới thấy ngồi đây. Trời ơi, trời.
cây vô đủ luôn các bạn ơi. Quá khủng khiếp. Trời ơi, nè ta cúng kiến cho mẹ nè. Ăn nào. Ngon lắm á. Ngon như thần ngon luôn á. Ăn nào. Chắc keo đủ của ta luôn các bạn. Chết bà rồi. Chủ nhà mà người ta thấy con quỷ chó này nó chặt một cái là người ta ra, người ta chém con quỷ chó này chết. Ai đừng có phá. Mày phá vậy là người ta đổ thừa tao làm sao. Đi vô nhà nè, tao cúng cho ăn nè. Nha. Vô trọng đi, tao cúng cho ăn. Mày chả mít vô cho tao nha. Để coi. Chắc bây giờ nghe một cái đụng hoái rồi. Phá quá trời phá mà con ma chó này. Đu đủ này là đu đủ đực các bạn ơi. Hay là nó tuổi đời nó cao nó hết trái không chừng. Rồi lấy cái chanh vô cúng cho nó ăn uống rồi. Cho trả cái mít. Để coi ông lão ổng chỉ mình bằng cái cách này coi có hiệu quả hay không nha cả nhà. Ừ. Bây giờ cho chúng tôi vào đi. Cho chúng tôi vào, chúng tôi cũng kiếm nhà hưởng nè. À. Hôm nay có màu bán nè. Vô đi. Trái này ăn ngon lắm, ngọt đã lắm. Vô đi. Nha. Ăn ngon lắm. Có vẻ hôm nay nó ngoan các bạn. Nhưng mà cỡ nào cỡ phải phòng thủ. Con này ghê lắm, nó có búa. Ở đây đây tôi cúng cho ăn ha. Ăn không? Đây nè, nói nghe nè. Ăn trái chanh này xong trả đồ nè. Cái này nè. Cái này là nó ngọt lắm. Chanh mà chanh ngọt á. Biết không? Ha. Ừ. Ăn xong là trả đồ nha. Ha. Chịu không? Nè ngon lắm nè. Hồi nãy tôi nghe ông cụ ngoại á, ông nói á, trái chanh này á là hương linh thường xuyên ăn, đúng không? Có đúng không? Ngon lắm. Rồi ra chỗ đó đi rồi chúng tôi mới cúng kiến được. Ha. Còn con chó nào nữa không? Kêu ra luôn. Còn không? Giả bộ tính ngược mình các bạn. Ghê. Thấy không? Ở trong mà nó lần lần ra tới ngoài luôn mới ghê chứ. Thôi thục vô đây rồi chúng tôi cúng kiến cho ăn à.
Ông ấy đi vô đi rồi chúng tôi vô nhà cúng kiến cho hưởng. Vô nhà cho má. Nó chặt gãy giò các bạn ơi. Mới đi sụp lỗ chân trâu luôn mới ghê chứ. Trời ơi trời, phải chân trâu không? Cái lỗ luôn nè các bạn. Quá khủng khiếp. Trời ơi nó chặt mình. Rồi cái túi này nè. Túi này cũng tiêu tan luôn. Đứt luôn nè cả nhà. Trời ơi nó cho ăn vô uống. Quậy quậy ha. Thiệt tình à. Máy sao không biết. Rồi. Có cái bịch đi cúng kiến mà bị con quỷ chó này nữa. Ôi. Ai dưới nữa, ông lão rồi, ông lão. Ôi trời. Vô đây chúng tôi cúng kiến cho hưởng nè. Ồ, ngoan á. Nó làm mình chạy tán loạn cái dao bỏ luôn các bạn. Đó, nó khó có bệnh nè. Có con nào bên đây đột kích không? Quậy không? Đó. Trả dao á. Đó đây. Cái mic mình đâu bên đó đó cả nhà. Bên đó nè. Quý anh chị comment là ở trong học tủ đó ha. Bên đây. Bữa đó mình cúng cho nó bên đây. Nàng của anh chị thấy nó giấu bên kia. Để mình chơi chiêu các bạn. Chơi chiêu. Bây giờ mình cúng bên đây. À, nó có bánh ăn luôn mới ghê á. Bây giờ mình cúng phía bên đây. Mình chờ nó sơ hở cái mình cúng xong mình lấy cái mic về nha cả nhà. Chắc chắn là trong cái học đó.
Thank you.
ngủ các bạn ơi. Quá trời cũng cửa nhà ơi, làm được cái mít đây. Quá khủng khiếp. À nó dí mình, đóng cửa. Quá khủng khiếp. Trời ơi, người ta cho ăn mà không ăn. Dí mình quá trời dí các bạn. Ôi. Chặt cái chân các bạn ơi, nó phang cái búa vô cái chân nữa rồi. Ôi trời trời, con này nó quá hung tợn như trời. Đâu rồi ta? Chậu nữa kìa. Tới hai vố luôn các bạn. Để mình test cái mic. Như thế nào nha. Ôi mic đâu trời. Ở đây nè các bạn. Ôi ôi, nó ruột mình làm mình quảng lộn luôn mới ghê chứ. Cái bếp này để trong cái túi mà mình quên luôn. Mô Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, phù hộ cho con. Cái mít đừng có hư giùm con. Trời ơi, hết pin luôn các bạn. Bởi vì mở ngày hôm qua tới nay mà. Alo 124, alo. Alo, 124. Thay mình nghĩ cái mic của mình chắc có thể là còn sử dụng được đó nha. Bây giờ con ma chó đó nó cũng vào cái ngôi nhà bự chà bá này rồi. Thì mình đi về để hôm khác mình tìm cái cách nào mà để phiên họ. Chứ bây giờ không lẽ bây giờ mình dùng áp lực mạnh thì nó không có hay đối với cái người mà đi giúp vong đó nha. Cảm ơn quý anh chị đã xem video. Bye bye quý anh chị.